Hello, chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của Tùng Pháo Đùng. Đây là kênh tập luyện nó thật là crazy số 1 của Việt Nam. Nhưng mà không phải là số 1 về crazy đâu, mà nó là một kênh tập luyện funny, mà cũng không phải funny đâu, funny cả crazy nó cũng giống nhau cả. Nhưng mà nó là kênh tập luyện hiệu quả dành cho những người chững cân và khó giảm cân số 1 của Việt Nam. Và các bạn hãy nhớ rằng like, subscribe và comment mục tiêu tập luyện để đăng ký khóa cốt online của Tùng Pháo Đùng. Và nhớ lại một lần nữa rằng body nó vô cùng đẹp và body vô cùng đẹp nhờ phụ nữ của các bạn. Không có gì đẹp bằng body nhá. Ok không? Không có gì đẹp bằng body. Ok không? 3, 2, 1, bắt đầu! Khởi động! Yes! Đá chân cao đi! Yes! Ok! Chúng ta bao giờ cũng vậy. Khi mà chúng ta vào trận chiến để thay đổi cuộc đời chúng ta thì chúng ta cũng phải có những bước khởi động. Cuộc đời con người phải có sự vấp ngã. Thấy không? Ngày xưa hồi nhỏ mình phải bò, phải đi thì bây giờ mình phải khởi động. Yeah, 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 yeah. 5, 3, 2, 1, bắt đầu, giang tay, lên, đó, xuống, lên đẩy mũi chân ra, và thở lên. Ê, tiến chân, đẩy lên, đẩy tay lên, tạo đẩy cơ mà. Đó, ép tay vào, dùng cái này. Đó, lên, khởi động, mỗi động tác chúng ta chơi 30 giây. Đó, tất cả khi chúng ta tập luyện bộ môn nào cũng vậy, cái môn gì, cái môn hư hỏng cũng vẫn phải có khởi động, không bao giờ mà vào luôn được. 3, 2, yes, tay như này, kéo này. 1, 2, gập xuống, kéo chân lên, mở ra, tay giơ không tư thế đầu hàng, gập xuống, giữ nguyên, thở này. Yes, yes, tiếp, 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 rồi, rồi, hô, yes, bài này tiếp tục đập tay vào mông, thấy không? Thế nước cái này là chúng ta bắt đầu chuyển luôn. Thế nào? Phải ra. Tiếp theo. Mũi chân nhá, dẫm mũi chân xuống nhá. Nhìn vào gương ngực nhảy tinh tưng tưng. Tưng tưng. Sao thế luôn, mặc mấy cái áo này phải lấy cái băng dính dán cái đầu ti à? Anh thì em cứ soi soi tập luyện à? Ok, yes, sao một video hai bắt đầu bò đập bóp nhảy lên. Chúng ta có thể đập tay như này, nhảy lên này, đó, bỏ ra dướng tay dài ra nhá. Yes, nếu mà những bạn nào bị vật gấm đề về khớp gối hay là sức bật của chúng ta không có hoặc là chúng ta không quen ấy, thì chúng ta ban đầu mới tập ấy, thì chúng ta có thể kiễng chân lên giống Tùng như này. Đây các bạn, đây, kiễng chân lên. Những bạn gặp vấn đề về lưng hay khớp gối chưa quen. Yes, chơi luôn, đây là thể loại chúng ta bắt buộc phải chơi luôn. Tiếp tục bài thứ 2. 3, tay, 3, 2, 1, mông gần chạm đất, lên, kiễng xuống từ từ, chúng ta dùng gót chân thôi, chúng ta làm từ từ mới hiệu quả. Yes, yes, nhớ là cái tay của chúng ta phải đặt như này. Một số bạn đặt như này là nó sẽ bị chấn thương nhá. Đây cái chúng ta tay chúng ta phải đặt như này và chúng ta xuống từ từ này, lên, thở ra và chúng ta dùng gót chân. 30 giây, 5 giây nữa. À, nhỏ kinh khủng các bạn ơi, anh em nhỏ dã dơ ơi. Chúng ta đổi luôn. 3, 2, 1, lên. Yes, mũi chân. Những bạn nào muốn ăn ấy, thì cái chân chúng ta phải đặt dài ra. Đây, đặt dài ra như này thì nó sẽ ăn hiệu quả. Xuống này. Yes, yeah. Đây, Tùng sẽ đi điều chỉnh cho mọi người nhìn thấy. Chúng ta sẽ đi điều chỉnh. Đây nha, chúng ta đứa nào mà hạ mông xuống thì đó. Ok không ạ?
lên xuống sau em lên 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 xuống lên mắt cứ bị ấy đi đâu ấy. Năm hai thời gian ba hai men một lên xuống này lên. Chúng ta hai chân chúng ta phải giang ra. Bài này rất là tốt cho những bạn gặp vấn đề về lưng. Chúng ta phải co người lên trong cánh chung và thở ra. Chúng ta lên chúng ta phải thở ra. Xuống này, lên này. Thở lại. Xuống, rất mỏ. Yes. Yes. 5 2 giây, tới nữa là. Yes, về. Lên, ok. Tay 3 2 1 bắt đầu. Chúng ta đập cái tay xuống. Đó. Chúng ta đập cái tay xuống, chúng ta thở. Đây. Cùng sẽ đứng rồi. Các bạn nữ chúng ta đây. Tay chúng ta dang ra, đập xuống này. Tùng nên nhớ các bạn một điều này. Khi các bạn tập trung vào Tùng, hiểu không? Đặc biệt là các bạn nam đừng có nhìn sang xung quanh. Đó, hiểu không? Đó. 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 Không được nhìn. Yes, chưa nào, chưa nào, ok, ok, nào, ok, nào bắt đầu, chân này, hạ xuống, 3, 2, 1, co lên, 1, 2, bước xuống, 1, 2, cái đầu gối chúng ta nó luôn luôn phải song song với mặt đất nhé, yes, tay chúng ta đổ người về phía trước, bước lên, xuống và thở ra, đó, yes. Bước cao đầu gối lên này. Bước cao cái bụng dưới của mình lên. Đấy. Đầu gối song song gần chạm mặt đất. Song song gần gần chạm mặt đất. Đầu gối gần chạm mặt đất. Đó. Thế nó sẽ ăn hơn rất là nhiều. Đấy. Đầu gối gần chạm mặt đất nhá. 3. Yes. Ok. 3. 2. 1. Yes. Xoay. Chúng ta đan hai cái chân. Bắt hai chân vào nhau để chúng ta lấy thăng bằng. Nếu mà các bạn không quen thì chúng ta có thể đặt cái chân xuống như Tùng như này. Nhưng quan trọng nhất là lúc chúng ta xoay phần hông của chúng ta thôi. Một số bạn để tay như này thì nó không có hiệu quả. Các bạn thấy không? Xoay hông. Này, về này. Xoay hông. Đó, chân có thể đan hoặc là có thể đập như này. Bụng của chúng ta, người chúng ta nghiêng 45 độ và gập cái cổ xuống. Đó, gập cổ xuống giống như Tùng này. Chúng ta không để cổ này, gập xuống. Yes, ok. Mình phải tăng người lên. Mỗi lần chúng ta chạm tay vào chân này của chúng ta thì chúng ta thở ra này. Thở. Thở. Tiếp. Rất ăn. Tiếp nữa. Tiếp nữa. 5 4 3 2 cái nữa nè. Ok. Đây. 3, 2, 1, bắt đầu chúng ta chống đầu, xuống ạ, yes, lên. Lên thở ra, nếu mà chúng ta chưa quen thì chúng ta gập cái chân đầu gối như này, hạ người đổ về phía trước như này. Xuống này, đặc biệt là các bạn nữ, tay còn yếu. Đó, hoặc là nếu mình chưa quen nữa thì mình có thể để một cái chân, để cái chân này. Đây, để ra một cái đằng sau như mình này, hai chân này. Đang. Đổ người về phía trước nha. À. Cái nữa nào. Yes. Và cuối cùng thì chúng ta động tác plank luôn. Plank luôn nè. 3 2 1 plank 30 giây. Động tác cuối cùng rồi. Yes, sau đó chúng ta quay lại một lần nữa. Quay lại chiếc combo này một lần nữa. Đây là thể loại cycling rất hiệu quả luôn.
Không một vẻ đẹp nào đẹp bằng body của chúng ta. Không một đẹp vẻ đẹp nào đẹp bằng tâm hồn của chúng ta. Thế nên là body của chúng ta mà ngon rồi thì không phải ngại bố con thằng nào cả. Đó. Nha. Yeah. Ok. Yeah, chúng ta vừa đi một nửa chặng đường rồi, đầm đìa nước hơi. Trời ơi là trời. Oh my god. Oh my. Trời, tiếng Anh là gì? Rock. Rock. Ok không? Đó, hãy nhớ đấy. Thực ra tiếng Anh, tiếng Tàu thì tiếng Việt Nam không quan trọng. Nhưng mà chúng ta đang ở đây, chúng ta cùng thêm một cái chiếc thuyền đánh đuổi bé nói khỏi cả nước bọt. Chúng ta vào, vui vui. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta đi được một nửa chặng đường rồi. Một nửa chặng đường tiếp theo chúng ta phải làm gì? Like, subscribe và comment mục tiêu tập luyện. Cũng như là gì? Hãy đăng ký phòng coach online ở Tùng để được những giáo án nó hoàn thiện hơn và được sự giám sát của huấn luyện viên Tùng. Cam kết các bạn, nếu các bạn không giảm được cân, Tùng và huấn luyện viên của Tùng sẽ phải làm sao? Bỏ nghề và hoàn phí 100%. Đúng không? Bỏ nghề. Ai? Bắt đầu. Bò. Đập. Bóp. Nhảy lên. Chúng ta có thể đập tay như này, nhảy lên này. Đó, bỏ ra. Dướng tay dài ra nhá. Yes. Nếu mà những bạn nào bị vật gấm đè về khớp gối hay là sức bật của chúng ta không có hoặc là chúng ta không quen ấy, thì chúng ta ban đầu mới tập ấy, thì chúng ta có thể kiễng chân lên giống Tùng như này. Được không ạ? Đây, kiễng chân lên. Những bạn gặp vấn đề về lưng hay khớp gối chưa quen. Yes, chơi luôn. Đây là thể loại chúng ta bắt buộc phải chơi luôn. Tiếp tục bài thứ 2. Và tay 3, 2, 1, mông gần chạm đất lên, kiễng xuống từ từ. Chúng ta dùng gót chân thôi. Chúng ta làm từ từ nó mới hiệu quả. Yes. Yes. Nhớ là cái tay của chúng ta, chúng ta phải đặt như này. Một số bạn đặt như này là nó sẽ bị chấn thương nhá. Đây, cái chúng ta, tay chúng ta phải đặt như này. Và chúng ta xuống từ từ này, lên, thở ra. Và chúng ta dùng gót chân 30 giây, 5 giây nữa. À, mỏi kinh khủng các bạn ơi. Anh em mỏi dã rời đây. Ây à, chúng ta đổi luôn, chúng ta đổi luôn, chúng ta đổi luôn. 3, 2, 1, lên. Yes, mũi chân. Những bạn mà muốn ăn ấy thì cái chân chúng ta phải đặt dài ra. Đây, đặt dài ra như này thì nó sẽ ăn hiệu quả. Xuống này. Yes. Yeah. Đây, Tùng sẽ đi điều chỉnh cho mọi người nhìn thấy. Chúng ta sẽ đi chỉnh nhỉ. Đây nha chúng ta. Đứa nào mà hạ mông xuống thì làm chó. Ok không ạ? Lên, Tùng sau đây. Lên. 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 Xuống. Lên. Mắt cũng cứ bị ấy đi đâu ấy. 5. Hai đầu gian. 3. 2. Men. 1. Lên. Xuống này. Lên. Chúng ta hai chân chúng ta phải giang ra. Bài này rất là tốt cho những bạn gặp vấn đề về lưng. Chúng ta phải giang người lên trong cánh lưng và thở ra. Chúng ta lên chúng ta phải thở ra. Xuống này. Lên này. Thở lại. Xuống. Rất mỏi. Yes. Yes. 5. 2 giây. Tới nữa nào. Yes. Về. Lên. Ok. Tay 3, 2, 1. Bắt đầu. Chúng ta đập cái tay xuống. Đó. Chúng ta đập cái tay xuống, chúng ta thở. Đây, Tùng sẽ đứng ở các bạn nữ chúng ta đây. Tay chúng ta giang ra, đập xuống này. Tùng nên nhớ các bạn một điều này. Khi các bạn tập trung vào Tùng, hiểu không? Đặc biệt là các bạn nam đừng có nhìn sang xinh tinh. Đó, hiểu không? Đó, đó, đó. Không được nhìn. Yes, tiếp nào. Tiếp nào. Ok, ok. Nào. Nào bắt đầu. Chân nè, hạ xuống. 3, 2, 1, co lên. 1, 2, bước xuống. 1, 2. Cái đầu gối chúng ta nó luôn luôn phải song song với mặt đất nhá. Yes.
tay chúng ta đổ người về phía trước, bước lên, xuống và thở ra. Đó. Yes. Bước cao đầu gối lên này. Bước cao cái bụng dưới của mình lên. Đấy. Đầu gối song song gần chạm mặt đất. Song song gần gần chạm mặt đất, đầu gối gần chạm mặt đất. Đó. Thế nó sẽ ăn nó rất là nhiều. Đây, đầu gối gần chạm mặt đất nhá. 3. Yes, ok. 3 2 1. Yes, try. Chúng ta đan hai cái chân. Bắt hai chân vào nhau để chúng ta lấy thăng bằng. Nếu mà các bạn không quen thì chúng ta sẽ đặt cái chân xuống như Tùng này. Nhưng quan trọng nhất đấy là lúc chúng ta xoay phần hông của chúng ta thôi. Một số bạn để tay như thế này thì nó không có hiệu quả. Các bạn thấy không? Xoay hông. Này, về này. Xoay hông. Đó, chân có thể đan hoặc là có thể đập như này. Bụng của chúng ta, người chúng ta nghiêng 45 độ và gập cái cổ xuống. Đó, gập cổ xuống giống như Tùng này. Chúng ta không để cổ này, gập xuống. Yes, ok. Mình phải căng người lên. Mỗi lần chúng ta chạm tay vào chân này của chúng ta thì chúng ta thở ra này. Thở. Thở. Tiếp. Rất ăn. Tiếp nữa. Tiếp nữa. 5 4 3 2 Cảnh nữa nào. Ok. Ây. 3, 2, 1, bắt đầu, chúng ta xuống rồi, xuống ạ, yes, lên, lên thở ra, nếu mà chúng ta chưa quen thì chúng ta gập cái chân đầu gối như này, hạ người đổ về phía trước như này, xuống này, đặc biệt là các bạn nữ, tay gần yếu, đó, hoặc là nếu mà chưa quen nữa thì mình có thể để một cái chân, để cái chân này, đây, để ra một cái đằng sau như mình nha, hai chân này, đan, đổ người về phía trước nha, à, cái nữa. Yes. Và cuối cùng thì chúng ta động tác bờ ăn luôn. Bờ ăn luôn à. 3 2 1 bờ ăn 30 giây. Động tác cuối cùng rồi. Yes, sau đó chúng ta quay lại một lần nữa. Quay lại chiếc combo này một lần nữa. Đây là thể loại cycling rất hiệu quả luôn. Không một vẻ đẹp nào đẹp bằng body của chúng ta. Tâm hồn đẹp, vẻ đẹp nào đẹp vào tâm hồn của chúng ta. Đấy, nên là body của chúng ta mà ngon rồi thì không phải ngại bố con thằng nào cả. Đó. Yeah. Yeah. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta giãn cơ. Hai bàn chân ép vào nhau. Và từ từ gập bụng xuống. Yes, giữ nguyên 30 giây. Hít sâu vào và thở ra. 30 giây nha. Hai tay bám vào hai mũi chân ép hai mũi chân đạp và gập bụng xuống. Nó sẽ giúp chúng ta căng phần háng ra. Tập xong lúc luôn phải giãn cơ thì nó sẽ hồi phục lại cái cơ của chúng ta, làm cơ chúng ta không bị đau. Thế những lúc mà bị căng cơ. 2. Yes, chúng ta dang dài chân ra, hai tay cầm mũi chân và cũng gập bụng xuống. Bây giờ thì chúng ta sẽ giãn phần cẳng chân của chúng ta. Nếu mà ai không quen thì chúng ta có thể cầm vào ống đồng, cầm ống đồng hoặc là chúng ta cầm cái mũi chân bẻ như này nhá, gập xuống. Chắc chắn là khi giãn này cái phần cẳng chân đằng sau của chúng ta nó rất là căng, nhưng mà như thế nó mới hiệu quả. Bốn, ba, hai, rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ ngồi lên như này, đọc ra, nào, hai, một, hạ mông xuống và từ từ nằm thoát ra. Ra, gập bụng xuống, tay dướn dài hết sức có thể. Và thở ra, hít sâu và thở ra từ từ. Năm, bốn, ba, hai, rồi vẫn tiếp động tác này, chúng ta tập động tác con mèo lười. Hai, một. Rồi chúng ta gù lên bên này, gù lên bên cao. Giữ.
5 giây, xong rồi từ từ hạ xuống. Hơi hết cơ thể. Xong rồi từ từ gù lên, gù lên nào. Yes, 5 giây. 4 3 2 1 từ từ hạ xuống. Cái bài này rất là tốt cho những ai bị vấn đề về lưng nhá. Lại lên này. Cực kỳ tốt luôn. 3 2 1 Yes, ok. Good job. Ok. Một bài. Bây giờ còn Yeah, ok. Chào các bạn, đây là những hoa hậu thân thiện dành cho các bạn. Bởi vì làm sao, đây là kênh tập luyện nó funny. Chúng tôi không bao giờ quan trọng ở cái khỏe đẹp ở bao nhiêu, đúng không ạ? Có rất là nhiều người bảo cái soi tập những cái mô đồ ABC này đó, chúng ta có rất là nhiều mô đồ. Và cùng muốn được mang đến những cái hình thể có năng lượng, mang truyền tải đến cái cuộc sống tập luyện nó thật đời thường giống như chúng ta. Và tất cả những huấn luyện viên đang tập bên cạnh cùng đây đều từng có những cái body rất là không hề hoàn hảo đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tập luyện rồi, khi chúng ta đã chung một mái nhà rồi, đặc biệt là trong mái nhà của Cổ Quỳ Đông, thì tất cả ai ai trong chúng ta sẽ đẹp lên. Đồng ý không? Ai ai trong chúng ta sẽ đẹp lên. Đồng ý không? Yes. Và hãy nhớ like, subscribe và comment để mục tiêu tập luyện của kênh Tùng Pháo Đông. Yes.